Chào các bạn. Em chào các anh chị ạ. Các bạn ơi, hôm nay là sinh nhật của bố Hùng đấy. Đúng rồi. Hôm nay là hai mẹ con là quyết định là sẽ tự tay làm cho bố Hùng một chiếc bánh kem các bạn ạ. Bình bánh thường kem. Thì sinh nhật là chúng ta sẽ đi tự mua đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà năm nay thì thay đổi một tí thì mình sẽ tự tay làm bánh kem để xem là bố Hùng về bố Hùng ăn có cảm nhận được tình cảm của hai mẹ con mình ở trong đấy không nhá. Đúng rồi. Đây thì hiện tại thì mình đang ở một cái workshop làm bánh kem các bạn ơi. Đây, mình vừa order xong rồi, tí nữa thì người ta sẽ chuẩn bị xong rồi mình sẽ tự tay nặn kem xong rồi trang trí lên nhá. Vâng ạ. Rồi, ở trong này thì có rất là nhiều kiểu là những cái bạn đến đây để kiểu viết các lời chúc ở đây ấy. Ngoài ra ở đây còn có workshop tô tượng này, làm nặn gì đấy con? Nặn đất sét tự khô này. Đâu đâu xem nào. Em Quỳnh Nhi chưa gì đã tiên được capybara nè. Đây, capybara người ta nặn bằng đất sét tự khô này các bạn. Đó. Nhưng mà cái này thì ngày hôm sau mình sẽ trải nghiệm nhá. Còn bây giờ thì là việc quan trọng là chính là chúng ta sẽ phải làm bánh này. Bây giờ Quỳnh Nhi có ý tưởng gì để làm bánh chưa? Vâng, có rồi. Em Quỳnh Nhi bảo là có rồi đấy. Nào ra đây. Đây, sinh nhật năm nay coi Quỳnh Nhi muốn gửi đến bố Hùng lời chúc gì nào? Sinh nhật năm nay con chúc bố luôn vui vẻ mà mạnh khỏe, đẹp trai và kiếm nhiều tiền mà. Rồi, luôn luôn đẹp trai nha. Còn mẹ Hằng thì chúc bố Hùng là sinh nhật vui vẻ này, đặc biệt là mạnh khỏe và luôn yêu thương hai mẹ con mình nha. Yeah. Còn các bạn thì các bạn có lời chúc gì cho anh Hùng thì nhớ để lại comment dưới phần bình luận nhá. Anh Hùng sẽ đọc hết đây. Còn bây giờ thì các bạn hãy theo dõi hai mẹ con mình làm bánh kem để tặng bố Hùng như thế nào nha. Ok. Các bạn ơi, ở đây thì có rất là nhiều. Đây là bánh giả nè. Đây là bánh cupcake này. Đây, bánh cupcake này. Cupcake. Nếu mà chúng ta chọn thì có thể làm được set 4 cái bánh này. Nhưng mà em Quỳnh Nhi bảo là sinh nhật bố thì nên em Quỳnh Nhi sẽ làm cái bánh bánh giống như là bánh sinh nhật luôn. Ai mà làm được như này cũng đẹp phết đấy. Ở bên này nữa nè. Nhìn những chiếc bánh rất là hấp dẫn luôn. Mẹ ơi, bao giờ? Donut này. Donut. Mẹ ơi, bao giờ mà làm bánh ấy? À, đây, tí nữa thì chúng ta có thể trang trí là lấy những tất cả các phụ kiện ở dưới này xong rồi gắn lên. Đây là những quả bóng nè. À, hay là cho bố Hùng cái người nhện này. Nhưng mà bố thích đâu. Bố thích người nhện không nhở? Các anh chị ơi, ở đây chỉ có mẹ và bố thôi, không có con. Con thì cho cái siêu anh Hùng này vào. Bố có thích đâu. Đây, ôi, đây là những cái ngòi này các anh chị. Các bạn ơi, để tìm xem có nhà lầu xe hơi không thì mình sẽ gắn lên cho bố Hùng nhá. Các anh chị ơi, em bảo làm bánh kem thì phải có topping chứ. Đây, ở đây thì có rất là nhiều topping rồi nè. Đây là bánh kẹo này, những cái hạt sô-cô-la này. Đây nữa nè. Những cái viên này thì chúng ta có thể trang trí lên nè. Đây là bột nữa. Bánh quy này. Hai cái bột, hai cái màu khác nhau đúng không? Đó, rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì ở đây thì chúng ta còn có những cái hạt cốm nữa. Đây, nếu mà em Quỳnh Nhi thích thì em Quỳnh Nhi có thể rắc lên nữa nè. Các bạn đã tự tay làm những chiếc bánh này chưa? Còn đây đúng là rồi. Lần đầu tiên hai mẹ con mình làm thì cũng chưa biết là đẹp hay xấu. Nhưng mà đây là gọi là tình cảm của hai mẹ con mình đặt vào cái bánh này đúng không? Đúng rồi, tình cảm mà. Tình cảm mà, nên là dù xấu hay đẹp gì cũng đều chứa chan tình cảm và rất là ngon luôn nha. Bây giờ thì em Quỳnh Nhi sẽ ra ngoài kia và chọn cái màu kem đi. Ok. Các anh chị ơi, người ta đã bỏ những cái kem ra đây rồi. Quỳnh Nhi lấy kem xong rồi sang đây nào. Vâng ạ, con sẽ chọn kem màu này. Của bố thì phải màu xanh của Nam chứ. Mỗi màu xanh thôi á. Lấy màu xanh, màu hồng, màu nhiều màu cho mẹ nào. Vâng ạ. Các bạn ơi, em Quỳnh Nhi đã chọn được mẫu để làm bánh kem rồi. Đúng rồi. Cái bánh này là xong rồi vẽ thêm một cái hình nữa gọi là bố Hùng ở đấy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái này thì đã là màu xanh matcha rồi. Bây giờ cái nền là màu xanh nước biển này. Nên là em Quỳnh Nhi sẽ cho một ít vào đấy. Xong rồi chúng mình sẽ lấy cái này để chúng mình phết ra nha.
cho nhiều nhiều ở giữa này này con. Đó. Mẹ tí con muốn phết cùng giùm mẹ. Đây em tí nữa em phết được mà. Đỡ mẹ ơi. Phết được không? Đây, ở đây có rất là nhiều cái dụng cụ để phết. Thử xem nào. Mẹ thử cùng con chứ con không có biết đâu. Thế á, mang đây vâng. Mẹ thử xem nào. Đây, đây như này này. Đó. Thế nên là chúng mình phải cho thêm cái màu xanh nước biển nữa cơ. Rồi, mặt trên đã mịn màng rồi. Bây giờ là phần quan trọng hơn này. Là cái phần là chúng ta sẽ tạo hình cái tạo hình của bố nhá. Thế Quỳnh Nhi có muốn làm không? Không có. Thôi Quỳnh Nhi tính cho tô màu đi. Bà. Tí cho Quỳnh Nhi tô màu nhá. Có phết đây. Đầu tiên là cái mặt. Mẹ vẽ còn xinh mà. Mẹ con bảo là khó. Khó mà. Mũ con muốn là màu gì? Mũ cho màu vàng nhá. Mũ màu vàng đi các bạn ơi. Mình thay đổi một tí tại vì cái nền này đã màu xanh rồi. Bây giờ mà cho mũ màu xanh giống hình nữa là hơi ấy. Mũ này xong rồi cũng sẽ mình cho cái này xong rồi tí nữa mình cũng sẽ vuốt. Này. Mẹ cho nhỏ ít thôi. Cho em Quỳnh Nhi vuốt nha. Không. Bây giờ em Quỳnh Nhi vuốt đi. Đây, cái này cái bé thì chúng ta sẽ lấy cái bàn này bé này. Đấy, em cứ làm đi. Làm xấu thì bố Hùng nhận xấu, còn đẹp thì mình ăn đẹp, mình tự làm mà. Mẹ cũng không biết làm đâu. Mình vuốt ngang đi con. Các bạn ơi, mình sẽ dùng cái này giống như kiểu đi xây, đi chát ấy. Đi chát. Mình lần đầu làm nhưng mà dùng cái này cũng hơi mạo hiểm đấy. Vẽ cái hình hơi bị khó luôn. Các anh chị ơi, mẹ em làm xong cái mũ rồi. Xong cái mũ rồi, nhìn nó cứ bị lỗi kiểu gì luôn các bạn ơi. Bây giờ thì sẽ tô cái mặt nhá. Tại vì không có màu da nên là chúng ta sẽ bóp kem màu trắng lên đây luôn cũng được. Được không Quỳnh Nhi? Ok. Đây. Da bố Hùng thì không được trắng như Bạch Tuyết như này nhưng mà chúng mình cứ làm như này nha. Đúng rồi. Đó. Rồi em Quỳnh Nhi có nhiệm vụ tô đi. Tô. Chơi gì đã nhìn thấy đẹp rồi đúng không? Chơi gì đẹp. Nhìn thấy đẹp rồi. Thôi, có thế nào là mong bố Hùng đừng chê nha. Cầu xin ông trời mẹ. Tại vì làm cái này cũng khó mà. Đúng rồi. Đúng không? Cũng phải là dễ đâu. Cho cái tai. Từ tai tí nữa làm riêng sau. Con làm những cái phết này thì mới công nhận là những cái người làm bánh ấy, xong rồi kiểu nghệ thuật ấy, người ta làm được hình này hình nọ đẹp ơi là đẹp luôn. Đây, xong cái khuôn mặt rồi nè, bây giờ mẹ sẽ bóp thêm hai cái phần tai nữa. Tai bên này em làm rồi. Đây cho một xíu nữa, em ấy đi. Đây là tai nha. Phải nói cho các bạn hay không? Các bạn không biết đấy là cái tai. Các bạn ơi, xong phần mũ và phần mặt rồi. Bây giờ thì sẽ dùng cái kem màu nâu này để rồi làm phần tóc nhá. Phần tóc thì sẽ... Cứ rội. Cứ xuống như này này. Đấy. Một chòm. Úi dồi. Nó phọt quá. Nó phọt ra. Đấy, ok mẹ. Ok. Tóc bố là tóc nâu à? Về bố bảo là, ui hai mẹ con vẽ ai đây ấy? Chắc là người khác ấy mẹ. Tại vì tóc bố tóc đen mà, đúng không? Đúng rồi, con sẽ quẹt cho. Không cần quẹt cả. Cái này, không cần quẹt luôn á. À đúng. Ê. Rồi nhờ. Tóc cứ để thế. Mẹ ở đây con trắng này. Đấy. Sau khi đã xong cái phần khuôn mặt rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái kẹo sô-cô-la này các bạn ơi. Dùng cái này để làm gì nhỉ Quỳnh Nhi? Dùng để làm mắt. Đúng rồi, dùng để làm mắt nha. Hai cái mắt thì chúng ta sẽ cho hai viên vào đây. Ấy không có cái kẹp nhỉ. Mẹ ơi, em muốn ăn sô-cô-la này được không? Ăn nhưng mà ăn ít thôi, không là hết của người. Ôi rồi, rồi. Ok, em ăn ít một cái thôi. Hai mắt nè. Nhìn mắt bố lồi quá mẹ ơi. Quỳnh Nhi bảo nhìn mắt bố lồi. Đây, mẹ ấn xuống một xíu nữa. Rồi, bây giờ là thôi dùng cái này luôn đi. Dùng cái này để làm miệng nhá. Miệng bố đang cười đi được không? Cười cho xinh. Cười nè.
Đó, đẹp trai chưa? Đẹp trai. Đây, bây giờ chúng mình sẽ dùng cái màu hồng này để cho bố Làm một má ít hồng. má hồng nhá. Má hồng thì sẽ ba cái gạch gạch nhá. Ba cái gạch. Một, hai, ui dồi, hai, ba. Gần tai quá mẹ Má ơi. hồng tận bên tai luôn đúng không? Vâng. Một. Một, ui dồi, Hai. hai, Ba. ba. Nhưng mà cũng xinh Ê, thôi. cũng xinh nhở. Mẹ ơi lấy Ok. màu trắng làm cổ. Ok, lấy màu trắng để làm cổ nào. Cho như này xong tí nữa Quỳnh Nhi phết nha. Vâng à. Đó. Tí nữa mình để lên một một lông nữa hả mẹ? Vâng ạ, tí đè lên cái phần phần áo kia. Vâng. Sẽ cho em Quỳnh Nhi trang trí những cái này, em thích cái gì thì sẽ trang trí lên. À, tí nữa chúng mình còn viết chữ ở bên dưới này Mẹ viết nữa. chữ đi, em không thích, em Không biết viết à? không biết viết. Không biết viết thì để mẹ. Viết xấu Mình lắm, phải bố trải lại nghiệm. nói. Bố không chê đâu. Mẹ có viết đi. Ok, thế để mẹ viết nha. Các bạn ơi, bây giờ mình đã vẽ xong cái hình của bố Hùng này này. Quỳnh Nhi Đúng thấy rồi. có giống không? Không giống bố Hùng nhưng mà giống mẫu là được nha các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ trang trí cái viền viền xung quanh đã nha. Mẹ sang chỉ đi, con không biết sang chỉ đấy đâu. Thế thì cái này, cái bánh này là do tay chính tay mẹ làm rồi, chị em Quỳnh Nhi nãy giờ có giúp được mẹ cái gì đâu. Đấy là Đây. mẹ có cho em giúp đâu. Chúng ta sẽ như thế này thôi. Không được đẹp. Đấy. Được không con? Đẹp Quỳnh mà. Nhi thấy đẹp không? Đẹp à. Xong rồi, bây giờ thì sẽ đến nhiệm vụ của em Quỳnh Nhi là xếp cái chữ Happy Birthday lên phần này để cho bố Hùng Nhưng mà nha. mẹ phải đọc nha. Ok. Rồi, đấy, Hờ. hờ. Đấy, đầu À. tiên là hờ này. Đấy, chúng ta phải ấy không là không không đủ đâu. Rồi em Quỳnh Nhi cho đi. Cho sát sát vào. Đấy, cho đi. Sợ. Ok. Ôi giời ơi, không sao. Happy bờ đi. Thế để mẹ làm nhá. Vâng à, hơi sợ để sao quá là bố chê đấy. Ủa chê á. Vâng. Happy. Happy. Rồi, xong happy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ là birthday. Ba cái. Birthday. Happy birthday, bố Hùng. Để đấy là đùa rồi mà mẹ, sửa nó càng xấu đấy. Birthday. Mẹ thật là khéo tay. Không khéo đâu. Đó mà. Sắp xong rồi các bạn ơi. Sao Đấy. xong rồi trang trí một tí nữa là được. Tí nữa mình sẽ cho em Quỳnh Nhi cái nhiệm vụ là trang trí. Trang trí. Mẹ vẽ rồi. Đấy, nó bị không 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 cân lắm đây nè, biết thế mình cho dịch lùi một xíu đây nè. Tông chủ đạo là tông màu nâu hả? Ok, happy birthday xong rồi. Bây giờ thì mẹ sẽ lấy mấy cái này mẹ vẽ cái tim cho chồng của mẹ đã. Cả Đây. bố của con nữa mà. Thêm mấy cái trái tim nhé các bạn nhá. Đấy. Đấy. Được rồi. Ôi trời ơi. Nhiều trái tim quá đi. Cho nhiều trái tim là trở lại tình cảm mẹ. Không biết bố có nhận ra tình cảm của hai mẹ con mình rất là nhiều đây không? Đúng rồi, hay là bố chỉ biết là ngon thôi. Bố. Ok rồi, bây giờ thì em Quỳnh Nhi sẽ đi nào, có thích mấy cái này không? Có thích cái nào ở trong này thì gắn vào. Nhưng mà mẹ thấy cái hình này cũng rất là đẹp rồi. Đây các bạn ơi, cho các bạn xem nè. Tên 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 đó. Đẹp chưa? Đẹp Đẹp lắm. chưa? Muốn ăn luôn Không phải của con. Các bạn ơi, mẹ lần đầu tiên làm nhưng mà nhìn như thế này thì là cũng rất là ok rồi. ơi. Bây giờ thì viết chữ ở góc này nữa nhá. Mẹ viết chữ. Thôi em Quỳnh Nhi đi chọn đi, đi chọn mấy cái hình ở đằng kia xong rồi đặt lên bên ngoài hai bên này nữa nhá các bạn nhá. Vâng ạ. Các anh chị ơi, bây giờ em sẽ đặt vài cái ở trên này nha. Bàn mình này.
Tao chịu luôn. Sang bên này xem nào. Ôi trời ơi, đây là cái của em bé. Rồi ơi, không biết chọn nào luôn các anh chị ạ. Đến nào đây. Mẹ ơi, tiền này. Ok, tiền cũng được. Tiền. Ôi tiền. Tiền to hay là tiền gì nhỉ? Tiền đô la hả? Tiền đô la. Mẹ ơi, có tiền, có tiền. Uầy, Quỳnh Nhi chúc bố là kiếm được nhiều tiền. Thế là lấy luôn cả sấp tiền này cho bố luôn. Ok, tí nữa tiền thì chúng ta sẽ gắn tiền lên nhá. Đây mẹ thấy cái này nên là mẹ đang cho mấy cái hạt cốm này lên trên này các bạn ơi. Cho thêm kiểu lung linh hơn. Hai mẹ con mình kiểu là lung linh. Nó đơn giản quá là không chịu được á. Đúng rồi. Nào cũng muốn kiểu nó lồng lộn. Lồng lộn. Đấy. Dạ dạ dạ. Đẹp chưa? Đẹp rồi ạ. Em Quỳnh Nhi chọn thêm được một cái hình chú heo Peppa Pig này. Peppa Pig. Bây giờ Pig thì chúng mình sẽ để ở phần đằng trước này nhá. Vâng ạ. Bây giờ cho cái nền là nền màu xanh nhá. Đây, nền màu xanh xong rồi sẽ cho cái con Peppa Pig này lên lên trên này nhá các bạn nha. Ôi mẹ đừng cho nhiều quá. Nhiều thì nó mới ở được chứ con. Ok. Nó lại phủ ra đây mẹ. Đây, heo Peppa Pig sẽ ngồi góc này. Đó, thấy đẹp chưa? Đẹp rồi. Cho thêm mấy cái kiểu là bông hoa ấy. Chút. Một cánh nè. Chút. Hai cánh. Ba cánh. Bốn cánh. Năm cánh. Đó, đẹp chưa? Ừ. Ui các bạn ơi, sau này kiểu chắc là mình sẽ mở một tiệm bánh mới được. Mẹ thấy mẹ làm đẹp quá mà. Đẹp mà. Các bạn thấy ý tưởng này ok không? Mở một tiệm bánh xong rồi là sinh nhật của em Quỳnh Nhi, mẹ sẽ tự tay làm bánh cho em Quỳnh Nhi. Rồi, mẹ ơi, cho em một cái gì đấy để gắn tiền lên. Bây giờ gắn tiền ở đâu nữa nhỉ? Đây, tổng thể cái bánh nó đang như thế này nè các bạn ơi. Đúng rồi. Đó. Trông rồi, trông rồi, trông. Bên này là phần trên của cái bánh. Phần trước này, bên này đang định gắn tiền bên này các bạn ạ. Không biết là ok không nào, đâu thử xem nào. Chúc bố trong túi có tiền, trong tim có tình. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái màu hồng này để viết chữ nha. Quỳnh Nhi muốn viết không? Tại sao? Ok, thế thì nhiệm vụ này mẹ lại viết vậy. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Không biết là cái phần này có ấy không? Có đủ không? Nó đủ. Hay là viết chỉ viết là yêu bố thôi nhá. Không yêu bố đâu. Ai nói như này này vừa nãy mẹ nói là trong vì có tiền, trong tim đầy tình. Đúng. Dài quá thì sợ không đủ cái chỗ này này. Trở lại hai mẹ con này. Yêu bố là được nhá. Vâng ạ. Ok, viết hai mẹ con yêu bố nha các bạn. Đây sẽ viết hai mẹ con yêu bố. Các anh chị ơi, vừa nãy là mẹ em làm rồi, bây giờ em sẽ phụ mẹ nữa. Em đang làm gì đấy? Con đang gắn một chùm bóng bay ạ. Đây các bạn ơi, mình sẽ định để một chùm bóng bay ở góc này nữa. Không biết là nó có sẽ đẹp hơn, tại vì phần này đang còn hơi trống trải nè. Thế là sắp hoàn thành rồi, Quỳnh Nhi có gắn được không? Đây, bảo giúp mẹ một việc này mà gắn mãi không được một quả nào đây. Được một quả mà. Mạnh lên, mạnh lên. Đâu, kéo nó chọc vào tay đấy. Tôi mang đây cho mẹ. Trơn quá. Trơn quá, lại đến tay mẹ thôi. Ừ. Nào, cái này cũng hơi khó chọc. Em Quỳnh Nhi khó chọc thật. 5 quả bóng. 5 quả bóng. Chúc mừng năm mới. À, chúc mừng. Chúc mừng năm mới. Chúc bố luôn mạnh khỏe. Đây, thế là lung linh rồi nè nhờ. Vâng ạ. Còn quả này nữa. Ok. Được rồi. Bây giờ để đâu đây? Hay là cắm trên này? Cắm trên bánh. Ok, để cắm đây nhá. Lệch lệch sang một bên. Cắm trên này thì có vẻ nó sẽ ở được hơn, chứ cắm bên dưới thì chúng ta sẽ phải đấy. Đó, mong là đừng có mà đổ nha. Ok. Nhìn đẹp hơn không? Thế đẹp bên này vẫn chưa gì nhỉ? Mình sẽ thắt thêm một cái nơ ở góc này nữa nè. Nhưng mà cho nó quay về đây đi. Vâng, phải cho quay về đấy chứ. Đây, phần này là phần trước.
Tắt cái nơ. Canh chị ơi, sắp sinh nhật bố. Bố của em thì canh chị chúc mừng bố em như nào? Chúc phải trâu dài vào nhá. Cho tình cảm đi. Cho tình cảm á? Vâng ạ. Thì em Quỳnh Nhi nghĩ lời chúc đi, tí nữa về mình làm bất ngờ cho bố. Vâng ạ. Ok. Rồi. Cái nơ có vẻ không được đẹp lắm, nhưng mà tí nữa thì mình sẽ sửa sau. Nhưng mà tạm thời là cái bánh của nhà mình sẽ như thế này nhá. Đúng rồi. Đó, hai mẹ con yêu bố, bên này có này rồi. Ok, thế em Quỳnh Nhi có muốn bổ sung cái gì nữa không? Bổ sung gì nhỉ? Bổ sung cái gì nào? Thôi mẹ thấy là đẹp rồi đấy. Tên tên các bạn ơi, hai mẹ con đã làm xong rồi đây này. Bây giờ sẽ gì nhỉ? Đi về. Bây giờ sẽ đi về và đưa cho bố Hùng nha, tặng cho bố Hùng để xem bố Hùng có bất ngờ không nha các bạn nha. Và bố Hùng sẽ nói gì về cái bánh này thì các bạn nhớ theo dõi hết clip này nhá. Bây giờ thì nhà mình đi về đây.